Như Quỳnh rất vui khi được gặp lại quý bà con trong chương trình Alo Bác sĩ Tâm Linh Đường Xin Nghe. Thay mặt những người làm chương trình thì Như Quỳnh xin cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của quý vị trong suốt những số livestream vừa qua và đã lựa chọn chúng tôi đồng hành trên quá trình chữa bệnh của mình. Và đồng hành cùng với Như Quỳnh trong chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu vị cố vấn chuyên môn quen thuộc của phòng chẩn trị y học cổ truyền Tâm Linh Đường, đó chính là bác sĩ đại tá Nguyễn Bá Vượng, nguyên phó khoa Đông y Viện Y học cổ truyền Quân đội. Xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Như Quỳnh. Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Alo Tâm Linh Đường Xin Nghe số 20. Dạ vâng, Như Quỳnh cũng xin được bật mí ngay cùng với bác sĩ và bà con là trong số 20 livestream này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ là gì, nguyên nhân, triệu chứng và những cái biến chứng thường gặp. Và đồng thời như thường lệ thì chúng ta sẽ vẫn có 10 suất quà đặc biệt dành cho 10 khách may mắn nhất trong chương trình. Và comment cái phần quà mà mình muốn nhận dưới video livestream ngày hôm nay. Phần quà của chúng tôi dành tặng quý vị đó là 5 suất bột ngâm chân và 5 gói vật lý trị liệu miễn phí tại nhà thuốc Tâm Linh Đường. Thì quý vị có nhu cầu với lại phần quà nào thì quý vị có thể nhanh tay comment dưới video để chúng ta có thể nhận được phần quà từ nhà thuốc nhé. Và bây giờ thì Như Quỳnh xin đến với phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, đó là phần giải đáp các kiến thức chuyên môn của bác sĩ. Và câu hỏi đầu tiên mà Như Quỳnh muốn dành cho bác sĩ đó là thoái hóa đốt sống cổ là cái căn bệnh lý như thế nào và những cái biểu hiện thường gặp của bệnh lý này là như thế nào ạ? Xin bác sĩ. Thưa quý vị, là thoái hóa đốt sống cổ là một cái tình trạng biến đổi, thay đổi các cái cấu trúc mà tạo nên đốt sống cổ. Ví dụ gồm có phần xương, phần sụn và phần dây chằng. Đây là quá trình. Thì cái thoái hóa này nó là bệnh mãn tính và nó lại tiến triển từ từ. Nên chính vì cái sự từ từ đó và nó tăng dần nên nhiều người khi bị là rất chủ quan. Đấy là những cái. Thì trên hình ảnh và cái lâm sàng thì cái thoái hóa nó biểu hiện ví dụ như là các cái dây chằng nó bị căng, nó giãn rồi là ra. Hai là các đốt sống nó có cái phần địa đệm của nó cũng có thể nồi địa đệm, phình địa đệm và thoát vị địa đệm. Ba là tổ chức của đấy là ví dụ như là các cái mọc những mỏm gai, mỏm xương chẳng hạn. Đấy là những gây những cái yếu tố đấy sẽ gây vào cái chèn ép vào cái thần kinh, sẽ gây cho bệnh nhân những triệu chứng đau đớn rồi tê mỏi tay chân, đau đầu, gây rất nhiều triệu chứng. Thoái hóa đốt sống cổ là biểu hiện thay đổi cấu trúc của các thành phần tạo nên đốt sống cổ. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của bác sĩ và cảm ơn cái giải đáp đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì Như Quỳnh xin phép được chuyển qua phần thứ hai trong chương trình ngày hôm nay, đó là phần giải đáp những câu hỏi mà bệnh nhân gửi tới trong chương trình. Và câu hỏi bệnh nhân Ngọc Linh có hỏi bác sĩ như sau ạ. Chào mọi người, em mới được chẩn đoán là thoái hóa đốt sống cổ dạng thấp, đã đi châm cứu nhưng không có hiệu quả. Bác sĩ có kinh nghiệm gì chỉ bảo giúp em với ạ? Hiện tại nó vẫn ảnh hưởng đến dây thần kinh nên em hay có hiện tượng nhức đầu và ù tai nhẹ. Nhất là cái câu hỏi bạn Ngọc Linh thì bạn bị thoái hóa đốt sống cổ. Hiện nay là có cái hiện tượng là nhức đầu và thiếu máu đấy, tức là nó gây cái máu lưu thông lên não là thiểu lên não luôn. Trong Đông y chúng tôi kinh nghiệm như vậy là phải hành kỹ thuật huyết tốt, thư cơn giải cơ và kết hợp với uống thuốc và cái vật lý trị liệu thì cái bệnh của bạn sẽ giải quyết tốt. Thì mong bạn sẽ sớm là đi khám và tìm ra cái phương pháp chữa cho nó phù hợp với căn bệnh của mình. Vâng, cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Vâng, và Như Quỳnh nhận được tiếp câu hỏi Zalo của bệnh nhân và Như Quỳnh xin phép được kết nối ạ. Alo ạ. Alo, xin chào bệnh nhân ạ. Dạ vâng, cháu chào bác sĩ. Vâng, năm nay bố cháu là 63 tuổi, cháu ở Bắc Giang ạ. Rồi. Vâng, bố cháu mới mổ thoát vị địa đệm ở Việt Đức chắc là cách đây được khoảng 4 tháng lắm. Mổ thoát vị lưng hay cổ? Của bố cháu là ở lưng ạ. Lưng rồi. Vâng, là 4 năm ấy. Rồi. Vâng, hiện tại là bố cháu vẫn đang bị tê tay. Rồi. Thì không biết là cái biểu hiện này nó có bình thường công tác hay là sau mổ mà vẫn bị tê tay thì nó có vấn đề gì không ạ? Khi người bị thoái hóa sống lưng ấy, thì cũng dễ bị thoái hóa ở các cái vị trí khác. Thì hai trên cổ thì mới có thể nói hiện tượng là thoái hóa thôi. Thì nó gây chèn ép và cũng gây một cái tê tay. Thì đấy thì có thể là uống thuốc kết hợp với đông y ấy, thì kết hợp với cái vật lý trị liệu thì cái tay sẽ được cải thiện hơn nhé. Tức là cái tay tay đến là cái biến chứng của bên cổ sẽ đúng không bác, chứ không phải là do mổ không phải do mổ lưng đúng rồi đúng chi xác rồi rồi. Cảm ơn. Như Quỳnh xin phép được tiếp tục đọc câu hỏi ạ. Thoái hóa đốt sống cổ tập tay, vẩy tay dịch cân kinh có ổn không? Vì trên YouTube có bài của thầy Thích Nhật Từ nói bài tập này rất tốt cho xương khớp. Vậy thì có khỏi được không nhỉ bác sĩ? Xin bác sĩ ạ. Thứ nhất là cái thoái hóa sống cổ mà dập mà tập cái dịch cân động tác vẫy tay ấy, thì thực ra là cũng nếu ở thể nhẹ thì hoàn toàn tốt. Hai là có thể là sau khi anh điều trị, quá trình điều trị anh kết hợp với cái động tác này
thì nó gây một cái lưu thông khí huyết kinh mạch rồi. Còn nếu mà không chỉ điều trị cái động tác này không thì cái bệnh nó chưa chắc đã khỏi được hoàn toàn. Vì là anh muốn biết được cái mức độ của anh đến đâu thì anh phải được khám xem mức độ cái thoái hóa ở mức độ nào, độ mấy, giai đoạn như nào thì người ta sẽ kết hợp cách điều trị tốt hơn. Thưa quý vị, là buổi thời lượng livestream của chúng tôi thì luôn luôn có hạn, và vì vậy nếu như mà quý vị nào chưa được bác sĩ của chúng tôi giải đáp thì kính mong quý vị hãy kết bạn Zalo với bác sĩ thông qua số điện thoại là 0908849669. Và bây giờ thì Như Quỳnh xin phép được kết thúc buổi livestream tại đây. Xin kính chào và tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.